Hello, xin chào các bạn. Em nay mình quay lại với các bạn với con Capri. Có cái chế độ là khu vực săn bắn. Bây giờ mình thấy cái khu vực săn bắn này nó có cái mấy con nhện và nghe bảo là sử dụng cái con ron. Đặc biệt đó thì nó bất tử. Thì bây giờ mình sẽ test thử cái khả năng này để kiểm tra xem cái lời đồn có đúng hay không nha. Bây giờ mình chọn Capri và cái Monadilo. Hy vọng là nó có bất tử ha. Chứ còn hạng nhất thì mình không dám nói. Hiện tại là nó đang được cộng được 3 điểm phòng thủ bên mắt trái ha. Hết đạn. Tại máu vẫn còn 466.000. Thank you.
Sắc là 8 triệu 9. Nghe cái điện thoại sơ qua thì cái con Capri hồi nãy mình xài cho các bạn nghe. Cái Capri mà cái ba đầu đó giờ chỉ mình chỉ có trang bị Pro ba khẩu MK2 và một khẩu này mới MK1 lần 4 lấy từ con em xưa nha. Cái này của Ron sau khi tiêu diệt kẻ địch một chú móc một móc là sẵn được 15 liên phòng thủ cho đến khi kết thúc giết được 180 con hả, 180 con á, nên lên bộ anh mà nó ra số điểm hoàn thủ rồi đó. Nè bữa giờ anh tạo xuất hiện cái mũi tên gì thấy mệt mỏi này. Nè còn đây là cái con này bữa mình thấy rẻ quá mình trang bị nè. Không chưa có lần mới trang bị chưa làm gì hết. Rồi xin chào các bạn nha, clip của mình đến đây là kết thúc nha. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở clip sau.